Thưa quý chị, chim săn mồi vốn được coi là biểu tượng của quyền lực. Để sở hữu loài chim được mệnh danh là chúa tể bầu trời đã khó, nhưng để huấn luyện chúng thành một chú chim săn mồi thiện xạ thì lại càng khó hơn. Chính điều này càng làm cho nhiều người muốn sở hữu nó. Anh Nguyễn Hoàng Sang, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, là một trong những người đầu tiên chơi chim săn mồi ở thành phố Cần Thơ. Đã trở thành thói quen hơn 4 năm nay, khi có thời gian rảnh thì anh lại ra bãi đất trống để huấn luyện chim săn mồi của mình. Anh Sang cho biết, để chinh phục các loài chim săn mồi, người chơi phải mất ít nhất từ 3 đến 6 tháng để làm quen. Thời gian sau, chim và người huấn luyện như đôi bạn, chim sẽ nghe theo hiệu lệnh của con người. Đến khi đạt đến trình độ cao, có thể thả chim bay lượn trên bầu trời và chim biết nghe hiệu lệnh để quay lại hoặc tấn công con mồi theo lệnh chủ. Lúc đầu thì thấy nó hơi là lạ, cái bắt đầu mình chơi cái mình mê, mình tập được những kỹ năng đồ của chim rồi bắt đầu mình mới mê. Đặc điểm nổi bật nhất của chim săn mồi là chúng có đôi mắt sáng, bộ móng vuốt và chiếc mỏ sắc như dao nhọn. Đặc biệt, chúng có khả năng lao nhanh như tên bắn, là nỗi khiếp đảm của không ít các loài chim trời, rắn và những loài thú nhỏ như chuột, thỏ, sóc. Do đặc tính tự nhiên, những loài chim săn mồi đều có bản tính khá hung dữ, thiện chiến. Để huấn luyện chim, người chơi chim phải có các thiết bị như dòng đeo số, mũ đội đầu, cầu đứng, dây da chống xoắn để bảo vệ an toàn cho chúng và người nuôi. Mỗi dụng cụ có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng. Mặc dù chi phí khá đắt đỏ, công huấn luyện khó và mất nhiều thời gian, nhưng thú chơi này lại thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Mỗi con thì nó sẽ có một cặp tính khác nhau, kiểu như là nó sẽ có một cái nết khác nhau, là con có con này sợ cái kia, nhưng mà đa phần là nó đều quán chủ, nếu như mà mình nuôi một thời gian dài á, là nó sẽ rất là quán chủ. Trước đây, thú chơi chim săn mồi còn rất ít, nhưng hiện nay ở thành phố Cần Thơ đã có một câu lạc bộ có 20 thành viên với hơn 10 đầu chim các loại như đại bàng, ưng, cắc, cú mèo. Từ đó, mỗi thành viên được tham gia học hỏi kinh nghiệm nuôi, cách chăm sóc và huấn luyện một cách bài bản để tham gia vào các cuộc thi chim săn mồi trên toàn quốc. Đối với những người đam mê chim săn mồi, điều thú vị nhất là thấy con chim của mình sau mỗi lần bay lượn làm chúa tể vùng trời lại trở về bên chủ, trong cái mũ trùm đầu che kín cặp mắt sắc lạnh. Lúc này, mặc dòng đời tấp nập, những gì xảy ra xung quanh, nó vẫn bình thản một cách hoang dã.